Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, năm 2017 dự kiến kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm gỗ và đồ gỗ của Việt Nam đạt khoảng 7,5 tỷ đô la Mỹ. Và để đạt được con số này, các doanh nghiệp ngành gỗ đã tích cực áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đồng thời ưu tiên phát triển xuất khẩu các mặt hàng gỗ từ nguyên liệu rừng trồng. Phóng sự được thực hiện tại tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại Thanh Hóa có trên 50.000 hecta gỗ rừng trồng, trong đó khoảng 30.000 hecta đã đến tuổi khai thác, mỗi năm khai thác hơn 3.000 mét khối gỗ. Loài cây trồng chính lấy gỗ là keo và bạch đàn. Toàn tỉnh có gần 300 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản, tuy nhiên công nghệ chủ yếu là cưa xẻ, băm dăm, chỉ có ít cơ sở làm ván ép. Sản phẩm sau chế biến thường có giá trị kinh tế thấp. Để nâng cao giá trị từ cây gỗ rừng trồng, nhiều năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng thuộc Sở Công Thương Thanh Hóa bằng nguồn hỗ trợ khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã xây dựng nhiều chương trình để hỗ trợ cho các đơn vị mua sắm trang thiết bị, đổi mới dây chuyền thiết bị. Năm 2017 thì được sự quan tâm của Bộ Công Thương rồi là Ủy ban tỉnh Thanh Hóa thì Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa đã tham mưu cho Sở Công Thương cũng như là cho Ủy ban tỉnh và Bộ Công Thương triển khai một số cái đề án về hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất các cái sản phẩm chế biến lâm sản, và cụ thể đó là hỗ trợ cho một số cái doanh nghiệp ở trên các huyện miền núi để đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất các sản phẩm gỗ ván ép phủ phim và các cái sản phẩm mộc có chất lượng cao để nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ trong nước cũng như là đặc biệt là xuất khẩu sang các nước châu Âu. Đây là dây chuyền kỹ thuật công nghệ hiện đại được áp dụng vào sản xuất tại nhà máy chế biến gỗ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gỗ Trường Sơn, có kinh phí đầu tư hơn 12 tỷ đồng với công suất 81.000 m2 sản phẩm một năm. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa, dự án nhà máy chế biến gỗ của doanh nghiệp này cho năng suất chất lượng sản phẩm hiệu quả cao hơn nhiều so với các dây chuyền công nghệ trước đây trên địa bàn của tỉnh. Sản phẩm sau khi hoàn thiện đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu. Cái sản phẩm này là một trong những sản phẩm mà nó có rất có tiềm năng, kể cả từ nhu cầu xuất khẩu lẫn nhu cầu ở trong nước. Cái mô hình của chúng tôi thì gần như là chúng tôi đang chủ động để từ cái đầu nguyên liệu, từ khâu nguyên liệu đến cái khâu chế biến và sản xuất để làm sao đảm bảo được cái đáp ứng được cái nhu cầu khó tính nhất của thị trường trong nước và trên thế giới. Thì sản phẩm của chúng tôi làm ra thì hiện nay bây giờ đang chào bán trên các thị trường như là Mỹ, châu Âu và một số nước ở trong khu vực châu Á. Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, đáp ứng được chất lượng và số lượng theo yêu cầu của khách hàng, tỉnh Thanh Hóa khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, thiết bị chế biến gỗ hiện đại tại các huyện có diện tích rừng trồng lớn như là Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân. Các sản phẩm từ gỗ rừng trồng như gỗ ván bóc, gỗ rán, ván ép, gỗ ván ghép thanh đã được các doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào khâu sản xuất để có tính cạnh tranh cao hơn. Hiện nay trên địa bàn gỗ, trên địa bàn huyện Như Xuân chúng tôi thì cái lượng mà dân cái keo mà người dân trồng từ hàng năm, chúng tôi trồng cũng một năm khoảng từ 1.500 đến 1.700 hecta, nó tương đối lớn. Tuy nhiên là để tạo ra cái giá trị cao hơn thì phải có cái sản phẩm nó cao hơn, chất lượng hơn để đáp ứng nhu cầu thị trường và đáp ứng được cái đầu ra cho người dân. Từ cái việc mà khi sản xuất cái gỗ của nhân dân ấy, thì chúng tôi đã có một chính sách, đó là đối với cái dự án trồng rừng thay thế thì hiện nay trên địa bàn Như Xuân chúng tôi hàng năm được bố trí khoảng tầm 200 đến 250 hecta là cái vốn để trồng rừng thay thế. Thì toàn bộ cái diện tích cái trồng rừng thay thế này thì tất cả cái người dân mà tham gia dự án này là chúng tôi yêu cầu phải tham gia trồng rừng gỗ lớn. Những năm qua, Thanh Hóa đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp. Nhiều mô hình rừng trồng gắn với chế biến có giá trị hàng chục tỷ đồng đang được triển khai ở nhiều địa bàn. Đến nay, đã bước đầu hình thành được vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho các nhà máy sản xuất tại chỗ. Cùng với việc phát triển trồng rừng, công nghiệp chế biến gỗ cũng phát triển mạnh, với gần 300 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng. Mỗi năm, khai thác và tiêu thụ trên 450.000 mét khối gỗ. Tổng doanh thu hàng năm từ chế biến gỗ đạt hàng trăm tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Những giá trị từ khai thác gỗ rừng trồng đã và đang là một thế mạnh của Thanh Hóa trong phát triển kinh tế.